Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu một lô gồm có 12 cây linh sam song hình nha cô chú anh chị. Hàng thanh lý luôn cô chú anh chị ơi. Còn có mấy cây cuối cùng à. Dưới mà 10 cây sam núi nha. Sam núi sam trái nha cô chú anh chị, giá rẻ luôn ha. Tầm 400 à. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Đó. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn. Mã số A nha cô chú anh chị, A1 ha. Đó, cây bonsai có chi cành nha, đâm chồi mạnh đó đây. Rồi thông số luôn. Cô chú anh chị mình khuôn dưới rễ dữ lắm nha cô chú anh chị, đế dữ lắm luôn. Hoành ở đây là 14. 14 hoành. Chiều cao là 22. Cao 22. Kính bầu 17. Kính bầu 17 ha. Cái mã số A1 em xin giao lưu là 400.000. A1 nha cô chú anh chị, 400.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là A2. À. Sâm núi nha cô chú anh chị, sâm trái nha. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 11. 11 hoành. Chiều cao 17. Cao 17. Kính bầu 17. Kính bầu là 17 nha. Cái này mã số A2 em xin giao lưu là 400.000. A2 nha cô chú anh chị, 400.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là A3. Đó, cây chi cành đều vắng bay luôn nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị về mình khui đế xuống nữa ha, đế dữ lắm nha. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 12. 12 hoành. Cao 28. Kính bầu 17. Mã số A3 em xin giao lưu là 450.000. A3 nha, cây này 450 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là A4. À, cũng một cây cái dáng bay luôn nha cô chú anh chị, chi cành đều ha. À, rồi thông số luôn. Hoành 12 hoành. Chiều dài 22. Dài 22. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Mã số A4 em xin giao lưu là 450.000. A4 nha cô chú anh chị, 450 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số A5. À, cây này cô chú anh chị mình chơi văn nhân hoặc mình chơi trực cũng được ha. Quái cây. Rồi thông số luôn. Mười hai hoành. Chiều cao 29. Cao 29. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số A5 em xin giao lưu là 400.000. A5 nha cô chú anh chị, 400.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo cây mã số là A6. Đó, cây này cái tàn đẹp nha. Đó, về mình khui cái củ xuống nha cô chú anh chị, cái củ đế còn nằm ở dưới á. Rồi thông số luôn. Hoành đây 12. 12 hoành. Chiều cao 25. Cao là 25. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cái mã số là A6 xin giao lưu là 400.000. A6 ha, 400.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo. A7. Ừ. Hàng thanh lý nha cô chú anh chị, chỉ còn mấy cây thôi ha. À. Xả rẻ luôn nha cô chú anh chị, xả lấy vốn lại luôn. Rồi thông số luôn. Hoành là 12. 12 hoành. Chiều cao 22. Cao 22. Kính bầu 15. Kính bầu 15. Cái mã số A7 em xin giao lưu là 400.000. A7 nha, 400.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cái mã số là A8 nha cô chú anh chị. Đó, chi cành đều ha, đâm chồi mạnh hết trơn rồi. Rộng bay cũng khá đẹp nha. Rồi thông số luôn. Hoành là 12,5 hoành. Chiều cao là 24. Cao 24. Kính bầu 16. Kính bầu 16 ha. Mã số A8 xin giao lưu là 400.000. A8 cây này 400.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo.
A9. Ồ, cây này tàng cô chú anh chị mình chơi tàng bay ha, chi cành đều đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Cành cũ 13 rưỡi. Cũ 13 rưỡi. Chiều dài 25. Dài 25. Kính bầu 15. Kính bầu 15 nha cô chú anh chị. Mã số A9 em xin giao lưu là 400.000. A9 nha, cây này 400.000 luôn, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây AM. À, cây đâm chồi mạnh trơn ha. Cây này cô chú anh chị về mình khui đế dữ dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. 12 rưỡi của anh. Chiều cao 25. Cao 25. Kính bầu 18. Kính bầu là 18. Cây mã số A10 giao lưu là 400.000. A10 nha, 400.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo là tới lô Linh Sam Song Hinh nha cô chú anh chị. Ở A11. À, cặp song thủ luôn cô chú anh chị ơi. Lắc rất là đẹp nha. Đế đều luôn á. Rồi thông số luôn. Mình thấy là 27. 27 hoành nha cô chú anh chị. Hoành thân đây là 18. Thân chính đó là 18 ha. Thân bay. Thân đây là 16. 16 luôn. Chiều cao là 34. Cao 34. Kính bầu 21. Kính bầu 21. Mã số A11 em xin giao lưu là 650.000. A11, cây này 650 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, cây A12. À, cũng một cây trực hoành luôn nha cô chú anh chị, song thủ luôn. Rồi, thông số luôn. Linh Sam Song Hinh nha. Hoành ở đây là 26. 26 hoành. Ở đây là 13. 13 hoành thân lớn nha. Chiều cao đó là 30. Cao 30. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Mã số A12 em xin giao lưu là 500.000. A12 500.000 của chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, một cây lùng lực A13 cô chú anh chị. Cái co lắc cũng rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn. Quanh chỗ này là 14. 14 quanh. Ở trong đây là bự lắm nha mọi người. Ở trong là cũ bự lắm, đo không được ha. Đo tuốt ngoài luôn. Chiều dài 22. Dài 22, chiều cao á 22 ha. Kính bầu 15. Cái này có mã số A13, em xin giao lưu là 450.000. A13 nha cô chú anh chị, 450 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, K14. Linh Sam Song Hinh nha cô chú anh chị. Đó, rất là dễ trồng, dễ sống luôn. Cây này rất dễ sống. Rồi, thông số luôn. Tổng của nó là 48 hoành tổng ha. Còn cái thân này là 13. Thân 13. Chiều cao 28. Cao 28. Kính bầu 19. Kính bầu là 19. Cái mã số là A14, em xin giao lưu là 500.000. A14 nha, 500.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo A15. Cây đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Co lắc cũng đẹp luôn ha. Rồi thông số luôn. Đế 23. 23 hoành. Dài 36. Dài 36. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Cái mã số A15 em xin giao lưu là 450.000. A15 nha, 450 của chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A16. Ở Linh Sam Song Hinh ha, đâm chồi rất là mạnh luôn rồi nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Rất là dễ trồng. Hoành là 20. 20 hoành. Dài 25. Dài 25. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số A16 em xin giao lưu là 450.000. A16 ha, cây này 450 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A17 nha cô chú anh chị.
cái gọng lắc khá đẹp ha, cây nào nó cũng đâm chồi lên hết rồi. Rồi thông số luôn. Quả nó đây 16. 16 anh. Chiều dài 30. Dài 30. Kính bầu 15. Kính bầu là 15. A17 xin giao lưu là 450 ngàn. A17 nha, 450 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cái A18. Cái cò lắc rất là độc nha cô chú anh chị. Linh Sam Song Hinh ha. Rồi thông số luôn. 19 của anh. Dài 29. Kính bầu 19 nha cô chú anh chị. Cái này mã số A18 xin giao lưu là 450 ngàn. A18 nha, 450 ngàn luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A19. À, cây cái gọng lắc cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Linh Sam Song Hinh nha, đâm chồi mạnh rồi. 22 hoành. Chiều dài 25. Dài 25. Kính bầu 18. Kính bầu 18 nha. Mã số là A19 nên xin giao lưu là 450 ngàn. A19 nha cô chú anh chị, 450 ngàn, bao ship cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây A20, một cây trực lắc nha. À, đâm chồi rất là mạnh. Rồi thông số luôn. 18 hoành. Cao 25. Cao 25. Kính bầu 16. Kính bầu là 16. Mã số A20 xin giao lưu là 450 ngàn. A20 nha, 450 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo A21, một cây trực bay. À, cò rất là đẹp nha. Rồi thông số luôn. Đâm chồi quá mạnh luôn cô chú anh chị ơi. 14 hoành. Chiều dài 29. Dài 29. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cây mã số A21 em xin giao lưu là 450 ngàn. A21 nha, 450 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, cây mini nha cô chú anh chị. Cái gọng lắc cũng rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn, cây này nó đâm chồi quá trời luôn rồi. 17. 17 hoành. Chiều cao 17. Dài 17 ha. Kính bầu 14. Kính bầu 14. A22 xin giao lưu là 300 ngàn. A22, cây này 300 ngàn cô chú anh chị, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây A23 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Cây gọng lắc rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn. 16 hoành. Cao 25. Kính bầu là 15. A23 xin giao lưu là 450 ngàn. A23 nha, cây này 450 ngàn của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Đó cũng là cây cuối cùng của clip ha. Rồi chào cái luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.